Cô giáo xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng các con lại đến với tiết học của cô Hảo. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục bài 3, tiết 3 trong bài các thành phần trong phép tính cộng và phép tính trừ đấy. Bài 3 này thì chúng mình sẽ củng cố lại một số kiến thức liên quan đến bài tập. Bây giờ các con hãy chú ý theo dõi và cùng cô giáo làm bài tập trong tiết này nhé. Phần luyện tập, bài tập số 1, đọc yêu cầu bài 1 nào. Bài 1, viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng theo mẫu. Mẫu 75 bằng 70 cộng 5. Đố các bạn vì sao người ta viết được như thế này. À, ở đây chúng mình thấy số 75 gồm có hàng chục là 7 và hàng đơn vị là 5. Số 75 gồm có 7 chục và 5 đơn vị. 7 chục viết là 70, 5 đơn vị viết là số 5. Như vậy 70 cộng với 5 thì bằng 75. Bài tập này có nghĩa là chúng mình sẽ cùng viết thành tổng của các chục, viết các số đã cho thành tổng của các chục và các đơn vị. Ví dụ như không phải số 75 mà người ta cho chúng mình số 64 chẳng hạn, thì chúng mình có thể viết là gì? 64 gồm có mấy chục và mấy đơn vị? À, 6 chục và 4 đơn vị. 6 chục là 60 và 4 đơn vị, cô giáo cộng với 4. 64 bằng 60 cộng 4. Tương tự như vậy với hai số còn lại, có dễ không các con? Rất đơn giản đúng không? Chúng mình có 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị, nên cô viết được thành 8 chục bằng 80 cộng với 7. Đó. Và 46 gồm có 4 chục và 6 đơn vị, nên cô viết được thành tổng của các chục, đó là 4 chục, hay là gọi là 40 cộng 6. Như vậy ở bài tập 1 thì chúng mình đã vừa phân tích được các số thành tổng của các chục và các đơn vị rồi đấy. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình điền số thích hợp vào chỗ trống. Ở đây cô giáo thấy là người ta có các ngôi sao có màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Sắp đến Trung thu rồi, chúng mình rất thích những ngôi sao nhiều màu sắc đúng không nào? Vậy chúng mình sẽ cùng kiểm xem có bao nhiêu ngôi sao màu đỏ, bao nhiêu ngôi sao màu vàng và bao nhiêu ngôi sao màu xanh nhé. Chúng mình cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 ngôi sao màu đỏ. Có bao nhiêu ngôi sao màu vàng? À, có 8 ngôi sao màu vàng. Có mấy ngôi sao màu xanh nhỉ? À, có 10 ngôi sao màu xanh. Bây giờ bài toán yêu cầu chúng mình làm gì đây? Phần B này, tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng. Tính gì? Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và màu vàng. Mà tổng là kết quả của phép tính gì các bạn? Tổng là kết quả của phép tính cộng. Tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng, cô giáo lấy 11 cộng 8 bằng 19 ngôi sao, đúng không? Rồi, phần B thì chúng ta có đấy, tính là 11 cộng 8 bằng 19 ngôi sao. Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng. Hiệu. À, hiệu là kết quả của phép tính gì? Hiệu là kết quả của phép tính trừ, đúng không? Vậy, hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng thì cô giáo phải lấy là xanh trừ đi vàng, có nghĩa là 10 trừ 8 bằng mấy? Cô có phép tính 10 trừ 8 bằng 2. Như vậy, đơn vị là ngôi sao. Qua bài tập này giúp các bạn ôn lại kiến thức gì nhỉ? Chúng mình thấy rằng tổng là kết quả của phép tính cộng và hiệu là kết quả của phép tính trừ. Bài tập 3, trên mỗi toa tàu ghi một số. A, đổi chỗ hai toa tàu của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Nào, chúng mình nhìn cho cô giáo đoàn tàu A có các toa tàu với các số 50, 60, 70 và 40. Bây giờ người ta yêu cầu chúng mình là đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu này để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Nào, chúng mình suy nghĩ cho cô giáo nào. Từ lớn đến bé thì số đầu tiên phải là số lớn nhất đúng không? Thì chắc chắn là cái toa 50, toa đầu tiên này không thể là số 50 được. Mà chúng mình so sánh xem trong các số này đâu là số lớn nhất. 5, 6, 7, 4. À, vậy chúng mình tìm được 7, 10 hay 7 chục chính là số lớn nhất. Vậy chúng mình đổi rồi. Thì vậy chúng mình để ý này, xếp theo thứ tự từ lớn đến bé thì có 70, 60 rồi thì phải đến bao nhiêu? À, 50 đúng không? Vậy chúng mình sẽ đổi chỗ hai toa, đó là toa số 70 và số 50, đổi chỗ cho nhau để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, đó là 70, 60, 50 và 40. B, tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B. Bây giờ muốn tính hiệu, tức là chúng mình phải thực hiện phép tính gì? Chắc chắn chúng mình phải thực hiện phép tính trừ rồi.
Nhưng trừ của số lớn nhất và số bé nhất. Nào, số lớn nhất và số bé nhất muốn thực hiện được, ta phải thực hiện so sánh xem đâu là số lớn nhất và đâu là số bé nhất. Bắt đầu so sánh từ hàng chục, 3, 4, 3, 3. Như vậy, trong các số này có số 41 là số có hàng chục lớn nhất, thì cô tìm được số lớn nhất là số 41. Số bé nhất trong các số của đoàn tàu B. Nào, bây giờ chúng mình so sánh đến hàng chúng mình so sánh hàng chục rồi. Số 41 chúng ta chọn rồi, chúng ta che đi nhé. Còn lại các số còn lại đều có hàng chục là 3, thì chúng mình so sánh hàng đơn vị. Ta thấy này, 0, 5 và 9. Hàng đơn vị là số 0 sẽ là số nhỏ nhất. Vì vậy, số nhỏ nhất trong các toa này đó là số 30. Cô tìm được số nhỏ nhất là số 30. Tìm hiệu của hai số này, cô lấy số lớn nhất trừ đi số bé nhất là 41 trừ 30 bằng bao nhiêu? 1 trừ 0 bằng 1, 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B là bằng 11. Qua bài tập 3, chúng mình nhớ cho cô giáo cách so sánh các số có hai chữ số và cách tính hiệu. Tìm hiệu chính là chúng mình thực hiện cách tính trừ, nhớ chưa nào? Rồi, chúng mình sẽ đến với bài tập 4. Bài 4 này, từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp. Ở đây người ta cho chúng mình số bị trừ là 45 và 54, số trừ là 32 và 2, hiệu là 43 và 22. Mẹo của cô giáo là chúng mình hãy nhìn những cái số bé hơn để chúng mình thực hiện cho dễ. Ví dụ như chúng mình thấy là ở phần số trừ này có số 2 là số có một chữ số thôi, chúng mình sẽ thực hiện dễ hơn đúng không? Mà hiệu là 43 và 22 thì bây giờ chúng mình sẽ thử này. Ví dụ cô giáo lấy số 45, cô giáo trừ đi 2. 45 trừ 2. Đó, 5 trừ 2 bằng 3, 4 trừ 0 bằng 4, bằng 43. Như vậy là chúng mình lập được phép tính trừ thứ nhất là 45 trừ 2 bằng 43. Thế ở bài tập phép tính cộng lần trước chúng mình có thể đổi chỗ được các số hạng mà kết quả nó không thay đổi. Thế bài này chúng mình có thể đổi chỗ được không? Chúng mình có thể lấy 2 trừ 45 được không các bạn? Có bằng 43 được không? À không được nhá, các con lưu ý cho cô giáo này. Riêng trong phép tính trừ thì phải lấy số lớn hơn trừ đi số bé hơn, và chúng mình không thể đổi chỗ giữa số bị trừ và số trừ được, nhớ chưa các con? Mà chỉ có thể đổi chỗ các số hạng thì tổng nó mới không thay đổi thôi. Đó, nhớ cho cô giáo, trong phép tính trừ thì không thể đổi chỗ. Rồi, chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên. Xong rồi, chúng mình sẽ đến với số bị trừ thứ hai là số bị trừ 54. 54 cô thử trừ đi 2 nào. Nào, lấy nhát ra nào, 54 trừ 2, 4 trừ 2 bằng 2, 5 không trừ 5 hạ 5 bằng 52, thì chúng mình có hiệu bằng 52 không? Không có, vậy loại nhá. 54 trừ đi 32. 54 trừ 32 cô giáo viết ở đây. 4 trừ 2 bằng 2, 5 trừ 3 cũng bằng 2. Như vậy cô giáo tìm được kết quả là 20, 22. Cô giáo có phép tính tiếp, 54 trừ 32 bằng 22. Như vậy, qua bài tập với các số bị trừ, số trừ và hiệu, cô giáo đã lập được hai phép tính trừ từ những số đã cho. Và cô giáo ghi nhớ được kiến thức đó là khi biết số bị trừ, số trừ mà yêu cầu tìm hiệu thì chúng mình thực hiện phép tính trừ, và tên gọi thành phần trong phép tính trừ là. Như vậy qua bài tập này, cô giáo và chúng mình đã vừa củng cố lại rất kỹ tên gọi thành phần trong phép tính trừ và các cách thực hiện so sánh các số có hai chữ số vận dụng để thực hiện phép tính trừ. Chúng mình hãy cùng xem lại bài tập và làm lại các bài tập mà chúng mình đã bị nhầm. Sau đó chúng mình sẽ chuẩn bị cho cô giáo bài tập tiếp theo, đó là bài số 4. Hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị? Bây giờ tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở tiết học tiếp theo.